Tây Du Ký, một tác phẩm không còn xa lạ với tất cả chúng ta. Sẽ thế nào nếu chúng ta đảo ngược cốt truyện? Vào một ngày đẹp trời, Phật Tổ sai phái đệ tử mình là Đường Tăng cùng với ba hộ vệ Sa Tăng, Chư Bát Giới và Tôn Ngộ Không mang kinh đến đại đường truyền đạo. Vừa nghe được tin tức này, Ngọc Đế rất tức giận. Số là đại đường vốn thuộc sự cai quản của thiên đình, nhưng nay Lôi Âm Tự muốn sang địa bàn của Ngọc Đế truyền đạo, khiến ông cảm thấy vô cùng tức giận. Một mặt Ngọc Đế cho các bao lá cải tung tin vịt rằng ăn thịt Đường Tăng sẽ đắc đạo thành tiên. Mặt khác, ban lệnh ngầm cho các vị tiên nhân phái tay sai của mình xuống dưới đó gia nhập hàng ngũ biệt đội yêu quái diệt Đường Tăng. Con đường sang đại đường truyền đạo rất hiểm nghèo, hành trình rất gian khổ. Cả bốn thầy trò Đường Tăng gặp rất nhiều khó khăn khiến lòng người bàng hoàng. Yêu quái xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đường đến đại đường lại xa xôi chắc trở. Qua một thời gian, ai ai cũng suy sụp tinh thần. Cuối cùng, Sa Tăng bỏ cuộc, quyết định ở lại Lâu Sa Hà làm yêu quái. Chư Bát Giới ở lại Cao Lão Trang lấy vợ ở rể. Chỉ có Tôn Ngộ Không là không lùi bước, tiếp tục bảo vệ Đường Tăng đi tiếp. Tôn Ngộ Không quá mạnh mẽ, diệt hết quái này đến yêu quái khác. Dần dần khắp tam giới đều khâm phục và yêu quý ngài, khiến kế hoạch của Ngọc Đế bị phá sản. Hết kế, Ngọc Đế đã gặp mặt và có một thỏa thuận ngầm với Phật Môn. Ông đưa ra yêu cầu, chỉ cần Phật Môn ngăn cản Tôn Ngộ Không, thì thiên đình sẽ mở con đường cho Đường Tăng an toàn đến đại đường. Thỏa thuận được ký, Phật Môn cao thủ ra tay nhốt Tôn Ngộ Không dưới núi Ngũ Hành Sơn 500 năm. Con Đường Tăng an toàn thì đến đại đường. Đường Tăng đến đại đường được đón tiếp nồng hậu, trở thành hoàng thúc, hưởng hết thảy vinh hoa phú quý. Nghe đồn còn được đi sứ ban giao với nữ nhi quốc và kết hôn với quốc vương ở đó. Sau 500 năm, Tôn Ngộ Không cuối cùng phá núi mà ra, giận dữ trước hành động của hai nhà. Ngộ Không triều bình mãi mã, tụ tập anh em kết nghĩa đại náo thiên đình một phen. Nhưng với âm mưu quỷ kế của thiên đình, khiến anh em của Ngộ Không trở mặt thành kẻ thù của nhau, khởi nghĩa thất bại nhanh chóng. Ngộ Không khó khăn quá, trốn ra được từ lò luyện đan của lão quân, liền mai danh ẩn tích. Hóa ra Tôn Ngộ Không đi đến Tây Ngưu Hạ Châu bái Bồ Đề lão tổ làm sư. Không ngờ Bồ Đề có liên quan đến Phật Môn, liền đuổi Ngộ Không đi. Ngộ Không bỏ chạy một đường từ Tây Ngưu đến Đông Thắng Thần Châu, đi đến Hoa Quả Sơn, cảm thán cuộc đời bi thảm, sư môn phản bội, anh em trở mặt, khắp thiên hạ đầy người đuổi giết. Nản lòng thái chí, Tôn Ngộ Không ở lại Hoa Quả Sơn và chết ở đó, phong ấn thành một cục đá. Phải chăng đây mới thật sự là phiên bản gốc của Tây Du Ký? Có nhiều lý do để chúng ta nghi ngờ điều đó. Bởi vì có một vị đại sư đã phát hiện ra rằng phiên bản Tây Du Ký mà chúng ta biết có những dấu hiệu bồi nhọ đạo Phật. Chúng ta hãy cùng giải mã những bí ẩn trong video hôm nay. Quay trở lại với mạch truyện của Ngô Thừa Ân, đa số mọi người đều đồng tình rằng toàn bộ câu chuyện đi thỉnh kinh của năm thầy trò Được Tăng dường như đại diện cho quá trình tu tập của Phật tử. Đầu tiên là cái tên Trần Huyền Trang. Đây là tên thật của nhân vật chính trong phim. Nhưng trên thực tế, ngài tên là Trần Huyền Trang, pháp danh trong đạo Phật là Tam Tạng. Tam Tạng tức là ba kho chứa gồm Tiểu Thừa, Đại Thừa và Tối Thượng Thừa. Tam Tạng cũng có ý nghĩa là Phật, Pháp, Tăng. Theo đạo Phật, đây chính là ba kho báu quý giá nhất của một con người. Thứ hai là cái tên Hầu Vương, Vua Khỉ, tức cái trí lăng xăng của con người ví như con khỉ, thích chạy nhảy. Nhưng trong cái chạy nhảy đó, có cái Phật tánh là thấy, nghe, biết, Pháp, rất sáng suốt. Thứ ba là cái tên Chư Bát Giới, tức là tam giới cấm trong nhà Phật. Người tu chân chánh theo đạo Phật phải triệt để giữ gìn tam giới: tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến thường, kiến đoạn, tượng trưng cho ham ăn, mê ngủ, lười biếng, thích dục lạc, hay nói những việc không phải là sự thật, cũng gọi là nói bừa, vân vân. Thứ tư là ngộ tịnh, tức dụng công tu để đạt được tánh thanh tịnh của chính mình, tượng trưng cho lao động, siêng năng, cần cù, chân thật, niềm mật, tu hành,
vân vân. Trong tác phẩm, Tam Tạng coi là vai chính, nhưng sự chất, cốt truyện này là nói đến cuộc đời của một hành giả tu theo thiền tông đạo Phật. Từ lúc sinh ra, tu hành đến quả vị Phật, vai chính không ai khác là Hầu Vương. Ý nghĩa sâu xa của cuộc đời Hầu Vương như sau. Giai đoạn 1 là sự hình thành một con người. Hầu Vương ban đầu sinh ra bởi ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hay là đất, nước, gió, lửa, thức. Giai đoạn 2, Hầu Vương đi tìm học kiến thức và tu đạt được lý không, ngộ không. Ngài tìm học với Tu Bồ Đề, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý muốn nói, từ cái căn bản chính là pháp thân thanh tịnh, tức Phật tánh, Hầu Vương đã tìm học hỏi ở Phật tánh thanh tịnh, sáng suốt của chính mình. Ngài đã học được các loại thần thông như thăng thiên, độn thổ, cưỡi mây, nương gió. Nên Hầu Vương được Ngài Tu Bồ Đề đặt cho cái tên là Tôn Ngộ Không, tức là suy tôn người tu hành đạt được lý thông. Theo nhà Phật, đây là người dụng công tu, được xếp vào hàng tiểu thừa, cũng gọi là tu theo nhị thừa, tức còn chấp có và chấp không. Giai đoạn 3, kiến chấp cao tột và trùm khắp. Hầu Vương cảm thấy mình có chút thần thông, coi mình, tức là cái ngã, là hơn hết. Nên xem trong vũ trụ này không có bất cứ thứ gì. Nên Tôn Ngộ Không phá đi luật tự nhiên của nhân quả, bằng cách lên trời đập phá thiên đường, xuống địa ngục xóa sổ sanh tử. Vì Tôn Ngộ Không mới tu hành đạt được lý không, chưa đạt được tột cùng của đạo, nên không thấu triệt được sự vạn vật của tam giới. Vì vậy, sau này mới lãnh hậu quả. Giai đoạn 4, kiến chấp có hoặc không còn rất nhỏ. Tôn Ngộ Không đã phá được ý thiên đường, xóa được địa ngục. Ý muốn nói, tâm người tu chấp không có thiên đường, cũng không có địa ngục. Không phải, không quấy, không hơn, không thua, nghĩa là không có hai bên, vân vân. Nhưng vẫn thấy mình, thấy và có biết. Tức là còn một chút chấp có và chấp không, dù là nhỏ nhất. Vì vậy, Phật Tổ Như Lai mới úp bàn tay xuống, tượng trưng cho Tôn Ngộ Không bị ngũ hành nhốt lại. Tôn Ngộ Không bị nhốt trong ngũ hành sơn 500 năm. Đây là con số của Ngô Thừa Ân đặt ra. Ân ý là Tôn Ngộ Không vẫn sống trong ngũ uẩn, tượng trưng cho con số 500. Vì còn sống trong ngũ uẩn thì không thể giác ngộ. Đây là điểm khác biệt giữa Phật và chúng sinh khác. Không biết chúng ta chui vào trong tam giới này bao lâu và bị ngũ uẩn nhốt ta từ thuở nào. Nếu chúng ta đã biết là ngũ uẩn là không thật, chắc chắn chúng ta sẽ chui ra khỏi ngũ uẩn một cách hết sức dễ dàng. Hầu hết chúng ta là môn đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn không biết. Thử hỏi, ở trên trái đất này có mấy người biết được ngũ uẩn là không thật? Ngũ uẩn còn không biết thì làm sao biết được Phật tánh? Vì không biết được Phật tánh nên chúng ta bị người khác lừa từ vô lượng kiếp đến nay. Giai đoạn 5 là Tôn Ngộ Không nhận ra tánh chân không. Suốt một thời gian dài sống ở ngũ hành sơn, nhờ sự dẫn dắt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là tượng trưng cho tiếng nghe của nhị căn. Tôn Ngộ Không mới nghe được bằng tánh nghe tự nhiên thanh tịnh của chính mình. Nhờ vậy, Tôn Ngộ Không mới giác ngộ rõ ràng tánh nghe chân thật của chính mình. Nhờ giác ngộ rõ ràng của tánh nghe, Tôn Ngộ Không mới hiểu được hai đạo lý căn bản như sau. Một là, trong tam giới là do nhân duyên và nhân quả điều hành theo quy luật sinh diệt luân hồi. Hai là, trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là nơi không sanh diệt. Vì sao không sanh diệt? Vì là thanh tịnh. Tuy là thanh tịnh nhưng vẫn có sự sống. Có sự sống làm sao thanh tịnh được? Vì sự sống này là do điện từ quang duy trì. Điện từ quang này là loại điện từ trường rung động tự nhiên, chứ không có lực hút âm dương. Đến đây, Tôn Ngộ Không mới nhận ra năm uẩn nhốt mình là không thật, tức ngũ uẩn giải không. Nên Tôn Ngộ Không mới phá bỏ được ngũ hành sơn, tung bay trong bầu trời tự do. Lúc này Hầu Vương mới chính thức được mang tên Tôn Hành Giả, tức người tu hành chân chính. Ở thế gian này, ai thấy ngũ uẩn mình là không thật, người đó mới chính thức là người chân tu theo nhà Phật. Còn ai không thấy được vậy, chỉ là người mang lớp áo tu theo nhà Phật để kiếm tiền sinh nhai mà thôi. Vì đã nhận ra tánh biết chân thật của chính mình, nên Tôn Ngộ Không biết được tự nhiên trùm khắp. Nhờ vậy, cái gì là giả, cái gì là thật, y đều biết được tất cả,
dù là vô hình hay hữu hình. Con người sử dụng trí học hỏi của thế giới này, dù có cao đến đâu cũng không thể hiểu và biết được cái biết thanh tịnh của Phật tánh được. Cái biết thanh tịnh ấy, người tu hành niệm mật và hiểu bình thường như sư phụ Trần Huyền Trang không thể nào hiểu biết được. Dù sư phụ có dụng công ngồi thiền suốt 5-7 ngày liền, quên ăn, quên ngủ, vua quan kính nể, vang danh khắp trong thiên hạ, cũng không thể biết như cái biết của Phật tánh thanh tịnh được. Cái biết thanh tịnh ấy, người tu hành lười biếng như trừ bát giới, ham ăn, mê ngủ, ham đủ thứ dục lạc ở thế giới này, cũng không thể biết được như cái biết thanh tịnh của Phật tính được. Cái biết thanh tịnh ấy, người tu hành cần cù như Sa Ngộ Tịnh, siêng năng, chăm chỉ, không bỏ sót thứ gì, dù là một việc nhỏ nhất cũng không mệt mỏi, cũng không thể biết như cái biết thanh tịnh của Phật tính được. Nói tóm lại, ba hạng người tu hành như nói trên, họ không thể biết được cái biết thanh tịnh của Phật tánh. Thứ bảy là hầu vương trở thành một hành giả. Đây mới bắt đầu chính thức là một vị chân tu. Vì là chân tu nên biết tất cả những hư, ngụy, chánh, tà, vân vân. Vì vậy, trên con đường đi của hầu vương, không sự gì qua mắt được hầu vương cả. Còn người dụng công niêm mật như sư phụ Trần Huyền Trang, trình mảng như chư bát giới, hay cần cù như Trường Ngộ Tịnh, cũng không biết được sự thật của một người tu theo đạo giải thoát, không biết đường đi của giải thoát. Dù có tu trải qua 1000 đời đi chăng nữa, cũng phải lầm lũi đi trong 6 nẻo luân hồi, không ngày cùng. Vì chỗ này mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, dù các ông có ngồi đạo tràng, dụng công tu thiền 10 tiểu kiếp, Phật tánh của các ông cũng không thể nào hiển lộ ra được. Thứ 8 là thân cận Như Lai, tức Phật tánh. Khi hầu vương tiếp cận được Đức Phật rồi, chỉ tiếp cận thôi, chứ không phải vào được nhà của Như Lai. Tới đây, không một lời nào để nói, ví là kinh vô tự. Khi bước vào nhà Lai, thì không thể nói một lời nào cả, mà chỉ thấy vậy, hiểu vậy, biết như vậy thôi. Cái hay thấy và cái hay biết, lúc nào cũng trong sáng, thanh tịnh và trùng khắp, diệu dụng, đầy đủ, vân vân. Đến đây, trong huyền ký Đức Phật có dạy như sau. Khi các ông đã vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh rồi, thì những việc trong Phật tánh để Phật làm mà thôi. Vì chỗ đó, Đức Phật có dạy 4 câu. Chí thế ông dẹp được rồi, những thứ trong tánh Phật làm mà thôi. Vào đây bị mất cái tôi, pháp thân thanh tịnh hiện rồi với ta. Khi vào được đại phúc, được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, thì không thể nào sử dụng ngôn từ của thế giới này được. Vì vậy, chúng ta mới biết tại sao khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành đạo, Ngài không muốn nói. Vì Ngài thấy mọi sự trên đời này đều khác hẳn với mọi sự thấy và biết của Ngài trước khi chưa thành đạo. Ngài thấy, từ vô hình hay hữu hình đều vận hành rất trật tự, công bằng, rất nhịp nhàng, không sai sót, đầy đủ khắp trong vũ trụ này. Không thể dùng lời nói của con người mà diễn tả được. Có nghĩa, mọi sự thấy và biết của con người sống trên thế giới này đều bị đảo lộn tất cả, nên Ngài không nói được. Vì vậy, đến chỗ này, được coi là vô ngôn, tức kinh vô tự. Đến đây, chúng ta mới giải mã những bí ẩn của các thiền sư. Có ai hỏi các bạn, thế nào là Phật tánh hay chân tâm của con? Các ngài không trả lời, mà đánh một gậy hay hét một tiếng lớn, hoặc đạp cho một đạp là đã trả lời được câu hỏi rồi. Nếu ai lanh lợi sẽ nhận ra câu trả lời, còn khởi vọng tìm ý nghĩa lời nói thì mờ mịt. Chính chỗ này, hiện giờ các vị giảng sư dùng trí óc học cao của chính mình để giảng, thì làm sao giảng đúng được? Vì chỗ bí ẩn này, chỉ một chữ Phật họ còn không biết, thì làm sao họ biết toàn bộ những gì trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh mà họ giảng? Thứ 9, vì muốn cho mọi người hiểu, nên Hầu Vương phải thỉnh kinh có chữ để trợ giúp mọi người thấu hiểu. Nương theo 12 bộ kinh Đại Thừa, nương theo những pháp quán, tưởng, hãy tìm kiếm để lần trở về nguồn cội của chính mình, mà trong nhà Phật gọi là trở về với bể tánh thanh tịnh Phật tánh, mà không phải vượt qua các thứ lớp tu hành. Tuy nhiên, lại có nhiều quan điểm cho rằng ý nghĩa thật sự của Tây Du Ký lại là sự chống lại đạo đức Phật giáo. Tại sao vậy? Đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ nhận định như sau. Tây Du Ký là một bộ tiểu thuyết trường thiên cổ điển của văn học Trung Quốc, đã được giới độc giả trên khắp thế giới hâm mộ, ưa thích.
mỗi khi đọc đến, quên cả ăn và bỏ cả ngủ. Từ mọi góc độ, người đọc cũng như người xem cảm nhận tác phẩm theo những nhận thức khác nhau và đúc kết cho mình những bài học cũng vô cùng khác nhau. Tác dụng của tác phẩm rất đa dạng. Nó đến với lòng người dĩ nhiên không thể đồng dạng với ý tưởng nắn ra các tác phẩm của tác giả. Và do vậy, sự đánh giá, nhận định, bình phẩm, dù trải qua nhiều thời kỳ, vẫn cứ nghiễm nhiên diễn ra theo chủ kiến của người cầm bút. Trong chuyện cũng như trong phim, Phật tổ Như Lai là chủ mưu cuộc hối lộ bằng cách ra lệnh cho hai tôn giả Ca Diếp và Ananda, những vị thánh tăng hàng đầu trong hàng đệ tử Phật, đòi quà thông cảm với bốn thầy trò đường tăng. Điều đó đã làm cho ba vị đồ đệ cường trực của đường tăng bất bình. Nhưng vì thấy tôn giả Ca Diếp và Ananda xin lỗi, nên cả ba vị đã hỉ xả mà không làm lớn chuyện. Bốn thầy trò tưởng mọi việc êm xuôi, hớn hở đem kinh về. Gần về đến đại đường, thì bỗng đầu chim đại bàng của Đức Phật Di Lặc cướp bay lên không, rồi sau đó bỏ xuống đất. Lúc đó, thầy trò đường tăng mới vỡ lẽ là kinh mà họ khổ công mang về là kinh vô tự. Ở đây, theo dụng ý của tác giả, Phật cũng là người gián tiếp gây tai họa, vì biết việc hối lộ mà không truy tố, đợi đi về gần tới nước mới cho hay. Có lẽ tác giả cố nặn ra những cái éo le như vậy là để du ngủ độc giả. Cái tốt của kinh vô tự và kinh hữu tự mà tác giả dựng lên không mang dụng ý thiền học như nhiều người đã cố tình lý giải. Thật ra nó nhằm tạo ra thái độ căm phẫn, cay cú của độc giả đối với Đức Phật và Bồ Tát. Thông qua đó, bồi bác xuyên tạc Phật giáo. Mặc dù chúng ta có thể chấp nhận với tác giả Ngô Thừa Ân rằng, ở bất kỳ thời đại nào, sự đút lót, hối lộ là không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta không thể đồng tình với tác giả khi ông áp đặt các phần tử xấu xa, đáng lên án, bằng hình ảnh của Đức Phật và các vị thánh tăng. Có rất nhiều hình tượng để chúng ta hư cấu, mà thông qua đó, gửi gắm tâm sự của mình, hay phê phán hoặc giáo dục thói hư tật xấu của xã hội. Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng là những mẫu người toàn thiện của xã hội, những bậc vĩ nhân của nhân loại, chứ không phải là chủ nghĩa lý tưởng hóa. Các ngài là những con người có lịch sử thật, các đóng góp về đạo đức và trí tuệ của ngài cho nhân loại là những sự thật lịch sử không phủ nhận được. Những người cầu tiến bộ về đời sống đạo đức và tâm linh phải học hỏi ở các ngài. Do đó, người làm công tác văn học không nên tùy tiện đem các ngài ra mà mua bán, mà giễu cợt với một thái độ trịch thượng, với dụng ý, kích bác và vu khống. Phật và Bồ Tát không những không thể có các thói hư thế tục đó, mà các ngài là những người đã giáo dục cuộc đời từ bỏ chúng. Do đó, không thể tô đen các ngài để giáo dục xã hội. Bởi lẽ, chính các ngài bằng hành động, lời nói và ý nghĩ đã để lại nhiều bài học đạo đức vô giá để cho toàn nhân loại học hỏi và trau dồi. Nhiều người cho rằng Ngô Thừa Ân đã xúc phạm một cách trịch thượng đến Đức Phật, các vị Bồ Tát và các vị Thánh Tăng khi ông bất chấp dư luận dựng lên một tình tiết trái ngang đó. Những điều gì mà Đức Phật khuyên người ta nên từ bỏ, xa lìa thì tác giả lại đem những cái đó gắn lên Đức Phật. Như vậy, mục đích của tác giả nhằm vào đâu? Truyền bá đạo đức hay chống lại đạo đức? Dĩ nhiên, câu trả lời là chống lại đạo đức Phật giáo. Mục đích giáo dục của Ngô Thừa Ân, nếu có thông qua chuyện, cũng đã trở nên vô nghĩa. Khi ông dựng lên cái trò quái gở ở đoạn cuối của chuyện, Phật tổ hối lộ một cách trắng trợn lại còn lên tiếng mắng Tôn Ngộ Không, khi chú khỉ này đòi làm lớn chuyện. Nhà ngươi, chớ nói ồn lên. Chuyện hai người đó, Ca Diếp và Anan đòi lễ bọn ngươi, ta đã biết rồi. Có điều, là kinh không phải ai cũng cho, mà cũng không thể lấy không được. Và chỉ lấy được của nhà ấy ba đấu, ba thằng vàng cốm đem về. Ta còn bảo bọn họ bán quá rẻ, con cháu đời sau lấy tiền đâu mà dùng. Để làm cơ sở cho việc Phật tổ mưu mô hối lộ, Ngô Thừa Ân còn dựng chuyện đường tăng đã chấp nhận thủ tục đầu tiên để lấy được các loại kinh có chữ. Lũ hạ thần biết rằng Phật tổ biết rõ việc hai tôn giả đòi ăn lễ, đành phải đem cái bắt tội bằng vàng tía vua ban biếu họ, họ mới chịu truyền bộ trần kinh có chữ. Có thể khẳng định rằng mục đích bôi nhọ này đã được tác giả định hướng ngay từ đầu chuyện hư cấu của ông. Bởi vì theo quy định của Phật, người tu sĩ Phật giáo không được sử dụng bát bằng vàng. Ở đây, tác giả dựng lên sự kiện vua Đường Thái Tông tặng cho ngự đệ Huyền Trang mới kết nghĩa của mình một cái bát bằng vàng. Để rồi mấy chục hồi sau mới có chuyện có vật phẩm quý để đút lót kẻ hối lộ. Xem Tây Du Ký,
Nếu những cái hay, cái độc đáo, cái ly kỳ của nó chúng ta khen ngợi, thì những cái phi lý của nó, nhất là cái phản đạo đức, phản giáo dục, đi ngược lại sự thật, thì chúng ta phải thẳng thắn lên án. Nếu chúng ta không muốn để mặc tình cho thế giới hư cấu của Tây Du Ký, cũng như tên tuổi của Ngô Thừa Ân đã bao đời được các nhà văn học nhận định, đánh giá một cách azure, theo kiểu thấy ai sang bắt quàng làm họ, đi vào ngõ cụt của bế tắc, của sự phản lại đạo đức cuộc sống. Có thể thấy, tình tiết Đường Tăng phải biếu bát vàng mới lấy được Trần Kinh mang về, khiến nhiều người than thở rằng, ngay cả ở Phật cũng có tệ hối lộ, ngay cả Đức Phật cũng dung túng cho nạn hối lộ. Vậy thông điệp thực sự của câu chuyện trên là gì? Ở đây, cần giải mã hai vấn đề. Vì sao lại là kinh không có chữ? Và vì sao nhất định phải trao bát vàng mới nhận được kinh? Đối với các vị xuất gia tu Phật, bình bát là một trong những vật phẩm quý giá nhất mà mỗi vị tỳ kheo phải bảo vệ. Vì vậy, vật này tượng trưng cho tâm thanh tịnh, tinh khiết của người xuất gia, cũng như tâm từ bi phủ khắp muôn loài. Tuy nhiên, chiếc bình bát của Đường Tăng lại không phải bình thường. Nó là vật của Vô Đường, anh kết nghĩa tặng, tức là một kỷ niệm mang tính tình cảm. Và nó lại bằng vàng, thứ kim loại quý hiếm của thế tục, tức mang ý nghĩa tài sản. Vì thế, chiếc bát này của Đường Tăng tượng trưng cho cuộc cải, tình riêng và danh vọng phàm trần. Việc phải từ bỏ chiếc bát quý này mới lấy được kinh Phật có ngụ ý rằng con người phải lìa bỏ những dục vọng của thế tục như tình, của cải, danh vọng mới có thể thụ lĩnh đạo giải thoát. Còn chuyện thầy trò Đường Tăng được trao kinh không chữ có ngụ ý gì? Có phải đó là kinh giả, vô giá trị? Chính Phật Tổ nói kinh giấy trắng chẳng phải là vô dụng, thậm chí còn quý hơn kinh có chữ cơ mà. Kinh không chữ được trao khi Đường Tăng chưa đưa bình bát, nghĩa là còn bị ràng buộc bởi những thứ của thế tục, vẫn coi kỷ vật của Vua Đường là quý mà khư khư giữ lấy, chưa thâm nhập vào Phật tính được. Trong tình trạng đó, mấy thầy trò tuy nhận được chân kinh nhưng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Như vậy, có đọc kinh cũng không có tác dụng gì. Về sau, khi đã trao bát vàng để lấy chân kinh, Đường Tăng đã thực sự buông bỏ, đã hết mọi sở chấp, không chấp có mà cũng không chấp không, không còn vật giữ và cũng không còn vật để giữ. Ông không còn bị ràng buộc bởi các pháp của thế gian, đi sâu vào Phật tính, thấy rõ được các pháp vốn là không từ đâu đến, tất cả đều là không. Đây là lúc ông thực sự ngộ ra chân lý của nhà Phật, cũng là nhận được chân kinh vậy. Theo bạn, ý nghĩa thật sự của Tây Du Ký là gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.